gặp mặt được thì nói chung là thầy cũng nói thế này, nói cho thầy nhiều nói thì bây giờ cả em cũng lớn rồi, gọi em cũng được, gọi anh chị cũng được, nhưng mà phải nói là thôi gọi em tất cả đã đi rồi đã đi thì phải nói được đây thì thầy nói cả em nhưng ra tập thì phải nói là thầy nói như thế này như thế kia, nhưng sau này cả em được thành là ba là ông là cha làm mẹ thì cả em mới thấy được. Thì nhân tiền hôm nay phải nói là thầy lắm ý cái hàng lắm nói gì hả thầy đọc một bài thơ ngắn ngắn thôi chớ mố cái đọc đấy. Thầy đọc một đoạn thế này này, của cái bài thơ là ghé lại xóm nhỏ của Lưu Quang Vũ. Chiều quá hình vẫn qua xóm nhỏ bỗng em đi tiếng mẹ lũ con con ngủ cho ngoan mai sau con lớn ăn xin lỗi khoan ạ mời quá các ông bãi rồi ai là cô về chưa cô về chưa nghĩ lên tôi đợi đó rồi tôi trong cái đoạn này trong cái con trên đời đã không ai làm của ta như mẹ cũng chẳng ai làm khổ nhiều như mẹ của ta mẹ ơi nếu có được sống lại thì cha ước có được sống lại bên mẹ mẹ muốn ăn cá thú có chẳng nghề xuống bể chẳng ngày lên rừng kiếm đọt nắng mai vâng cả em đã trở thành rồi có em có thể bố mẹ đi xa em thấm mưa như những câu thơ của những con người nó cũng ta thì hôm nay quả cảm động như thầy chúc cả em mạnh khỏe gia đình mạnh khỏe con cái học hành tiến tới rồi thầy lại chúc cả em khỏe. Xin trân trọng kính mời các thầy các cô và toàn thể các bạn đứng lên chúc mừng một dòng để kính mời chương trình một cuộc hôm nay Ngọc Mai đã rồi chạy mưa cho thoát. Con co bé bé. Nếu có ước mơ trong cuộc đời này. Cái tắm ấy đây. Đó là miếng của do mà hành trường miếng quay là cái tắm đi ngay chưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.